Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Thời tiết tối nay tại Cần Thơ như thế nào? Có ủng hộ cho những hoạt động vui chơi dịp cuối tuần không chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, thưa quý vị khán giả, tại thành phố Cần Thơ tối nay sẽ có thời tiết khá là đẹp. Trời chủ đạo sẽ là tạnh ráo, không mưa, với mức nhiệt lúc 19 giờ sẽ khoảng là 28 độ C. Đến 21 giờ thì mức nhiệt giảm xuống 1 độ, còn khoảng là 27 độ C, ủng hộ cho những hoạt động vui chơi vào dịp cuối tuần của quý vị. Khả năng là đến 23 giờ thì mưa có thể là xuất hiện, mưa không lớn, lượng nhỏ và cũng sẽ dứt nhanh. Sang đến ngày mai thứ hai đầu tuần, nắng cũng sẽ xuất hiện ở Cần Thơ cũng như là toàn Nam Bộ từ sáng cho đến trưa. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ cũng như là các nơi khác phổ biến với mức nhiệt là từ 31 đến 33 độ C. Riêng có Biên Hòa cảm giác nóng hơn 34 độ C. Chiều và tối mai thì Nam Bộ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng mưa tập trung ở biên giới Tây Nam như là tại Đồng Tháp, Long An và tập trung ở phía Bắc của miền Đông như Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai. Trong cơn dông, quý vị vẫn cần phải đề phòng với lốc, sét cũng như là gió giật mạnh. Bên cạnh đó, đề phòng với mưa lớn cục bộ gây ngập úng ở các khu vực trũng thấp, ven sông và vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong đô thị. Với thành phố Phú Quốc, dự báo sáng cho đến trưa mai thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Về chiều có lúc mưa vừa mưa to, kèm theo đó là dông sét. Trên biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, Kiên Giang vẫn tiếp tục có mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy, gió giật mạnh. Ngoài ra thì tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km.